Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Nghệ An. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc với lãnh đạo huyện Nghi Lộc về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2020, nhiệm vụ năm 2021. Đoàn liên ngành tỉnh Nghệ An vừa tiến hành kiểm tra các hoạt động khai thác thủy sản ven bờ, xử phạt tàu đánh bắt thủy sản trái phép. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin Chào buổi sáng của báo Nghệ An, và bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đoàn giám sát kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Đại tướng Đỗ Bá Tị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm trưởng đoàn, vừa làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh. Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia hướng dẫn triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo kịp thời, đúng luật định, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Số đại biểu Quốc hội được bầu ở Nghệ An là 13 người, trong đó số đại biểu cư trú và làm việc tại Nghệ An là 7 người. Số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 6 người. Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được bầu là 83 người. Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện được bầu là 737 người. Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã được bầu là 10.998 người. Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng hàng đầu trong năm 2021. Do đó, công tác chuẩn bị được thực hiện với tinh thần chủ động, hết sức trách nhiệm, nêu cao tính đoàn kết, thống nhất, linh hoạt, phân công rõ trách nhiệm, không né tránh, không đùn đẩy, không cứng nhắc, làm bước nào chắc bước đó, đồng thời tập trung để bao quát, lượng hết các tình huống công việc có thể diễn ra từ nay đến bầu cử nhằm đạt được mục tiêu là triển khai tốt, hiệu quả sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này. Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Đại tướng Đỗ Bá Tị, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh cần tiếp tục quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, đặc biệt là bám sát các quy định của luật bầu cử, các hướng dẫn để triển khai thực hiện cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Nghệ An cũng cần tập trung thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai các khâu sau khi thu nhận hồ sơ ứng cử, chú trọng bảo đảm tối đa đúng cơ cấu, thành phần đại biểu ứng cử, nhất là tỷ lệ nữ, trẻ, tái cử, v.v. Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đoàn kết, đồng thời làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo về phòng chống dịch COVID-19, tập trung tuyên truyền ngay từ cơ sở để người dân đi bầu cử đúng đủ. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng làm trưởng đoàn, vừa có cuộc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An để khảo sát tình hình thực hiện quy định số 04 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy. Làm việc với đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy. Trên cơ sở quy định số 04, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã cụ thể hóa và triển khai nghiêm túc. 6 ban đảng và văn phòng tỉnh ủy đã ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các ban đảng, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế theo hướng tinh gọn, tinh giản. Riêng văn phòng tỉnh ủy đã tiến hành sáp nhập tinh gọn từ 7 phòng xuống còn 5 phòng. Theo quy định số 04, các ban đảng không có văn phòng nên song song với đó Nghệ An đã thực hiện văn phòng cấp ủy dùng chung từ đầu năm 2019. Tại cuộc họp, bên cạnh ý kiến của lãnh đạo các ban đảng và văn phòng tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, thực tiễn sau một năm vận hành mô hình văn phòng cấp ủy dùng chung ở Nghệ An có những bất cập do thiếu tính đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thường xuyên của văn phòng dùng chung, chưa có sự tách bạch rõ thẩm quyền quản lý tài chính và quản lý chuyên môn của các ban đảng, v.v. Vì vậy, đề nghị Trung ương nghiên cứu để thiết kế đưa ra mô hình tổ chức và vận hành cụ thể nhằm khắc phục các bất cập hiện nay.
Kết thúc cuộc làm việc, đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, tiếp thu và ghi nhận những ý kiến trăn trở, trách nhiệm đề xuất từ thực tiễn triển khai của Nghệ An để nghiên cứu đề xuất Ban Bí thư đưa ra chủ trương trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Nghi Lộc về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2020, nhiệm vụ năm 2021. Cùng dự có đồng chí Lê Đức Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành. Năm 2020, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19 và thiên tai, nhưng tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện Nghi Lộc đạt được những kết quả tích cực. Năm 2021, huyện Nghi Lộc đề ra 12 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng là 11,38%, giá trị sản xuất đạt hơn 19.000 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 294 tỷ đồng, thu nhập đầu người đạt 50-53 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,71%. Tại buổi làm việc, đại diện các sở ban ngành đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, qua đó tháo gỡ các khó khăn, gợi mở nhiều định hướng phát triển cho Nghi Lộc trong thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ấn tượng với những kết quả phát triển kinh tế xã hội mà huyện Nghi Lộc đạt được trong thời gian qua và thống nhất đồng tình với 12 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm mà huyện đề ra trong năm 2021. Đồng chí đề nghị huyện cần tập trung thực hiện bằng được các mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21, thực hiện quan điểm được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 xác định là xây dựng Nghi Lộc trở thành vệ tinh quan trọng, kết nối thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, có công nghiệp dịch vụ phát triển, có nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng Nghi Lộc phải phát triển trên cơ sở dựa vào quy hoạch. Vì vậy, huyện phải sớm hoàn thiện quy hoạch gắn với quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bên cạnh đó, Nghi Lộc muốn trở thành huyện kinh tế trọng điểm thì kết cấu hạ tầng phải được ưu tiên, hạ tầng phải đi trước. Trong đó, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng khu công nghiệp. Quan tâm công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện, tập trung lựa chọn những dự án thân thiện với môi trường, công nghệ tốt, giải quyết nhiều lao động, khai thác tốt tiềm năng kinh tế biển, dịch vụ logistics. Cùng với đó cũng phải xác định nông nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng. Và trong giai đoạn hiện nay, cách tiếp cận là phải đi vào chất lượng, hiệu quả, ứng dụng công nghệ cao, tiếp tục xây dựng nông thôn mới hướng đến nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đồng ý chủ trương với các kiến nghị đề xuất của huyện và đề nghị các sở ngành phối hợp với huyện Nghi Lộc tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết theo thẩm quyền. Trước đó, vào sáng cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung đã đến thăm kiểm tra dự án đầu tư khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô tại xã Nghi Văn và nói chuyện tặng quà cho người dân xóm 10 xã Nghi Kiều. Cùng ngày, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Báo cáo của Chính phủ cho biết, quá trình thực hiện cải cách hành chính thời gian qua gắn với triển khai thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước ta. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, đó là cải cách thủ tục hành chính vẫn chưa thực sự là động lực mạnh mẽ cho cải thiện môi trường kinh doanh. Tính liên thông trong cải cách thủ tục hành chính chưa cao, tổ chức bộ máy hành chính còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức có nơi chưa đồng đều, thậm chí còn yếu, một bộ phận cán bộ công chức viên chức còn có hành vi nhũng nhiễu tiêu cực, vân vân. Định hướng công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần tiếp tục khắc phục những tồn tại hạn chế để xây dựng nền hành chính văn minh, hiện đại, hướng về người dân. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ sau hội nghị này tham mưu cho Chính phủ ban hành chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Đi cùng với đó là hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tăng cường công khai minh bạch, tiếp tục cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện chính sách pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tăng cường phân cấp, phân quyền, đổi mới phương thức lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, v.v. Chiều cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An có buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các đơn vị thành viên về một số nội dung liên quan đến tình hình cung ứng điện và công tác đầu tư xây dựng lưới điện trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, ông Trần Đình Nhân, Tổng Giám đốc EVN cho biết tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm trong 5 năm qua của tỉnh Nghệ An đạt 13,78%, cao hơn so với bình quân chung cả nước. Đến nay, 100% số xã trên địa bàn tỉnh đã có điện, số hộ có điện đạt 98,8%. Về các dự án đầu tư của EVN trên địa bàn tỉnh, có 10 công trình 550 kV và 220 kV với tổng mức đầu tư là 4.200 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, EVN đang triển khai thực hiện 11 công trình lưới điện 110 kV với tổng mức đầu tư là 900 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo EVN đã trình bày những vướng mắc trong thực hiện các dự án cung cấp điện trên địa bàn tỉnh. Đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương tỉnh Nghệ An đã báo cáo và trả lời các kiến nghị của EVN. Phát biểu tại buổi làm việc về các kiến nghị của EVN, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã Thái Hòa chủ trì phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các bên liên quan hoàn thiện các thủ tục để bảo vệ thi công, bàn giao mặt bằng cho dự án đường dây 500 kV đấu nối nhà máy điện Nghi Sơn 2 đúng tiến độ, bắt đầu từ ngày 23 tháng 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cho dự án trạm biến áp 220 kV tương dương trước ngày 23 tháng 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương, các sở ngành thống nhất hướng tuyến đường dây 220 kV Đô Lương Nam Cấm và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản thỏa thuận hoàn thành trước ngày 31 tháng 3. Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan thống nhất hướng tuyến đường dây 500 kV Vũng Áng 3 Quỳnh Lập, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản thỏa thuận trước ngày 31 tháng 3. Tại buổi làm việc, tỉnh Nghệ An và EVN cũng thống nhất các nội dung. EVN sẽ quan tâm cấp điện cho các dự án trọng điểm của tỉnh tại khu công nghiệp Hoàng Mai 1, khu công nghiệp WHA, bố trí nguồn kinh phí nâng cấp hệ thống lưới điện trung hạ thế, bố trí kinh phí ngầm hóa hệ thống lưới điện trên địa bàn thành phố Vinh theo lộ trình tuyến phố phù hợp, cấp điện cho các thôn bản chưa có điện, cấp điện cho 51 hộ dân tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án thủy điện Bản Vẽ, quan tâm việc di dời đường điện để thực hiện dự án đường cao tốc Bắc Nam đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị. Tính đến ngày 14 tháng 3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã nhận được biên bản và danh sách giới thiệu 32 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 của tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Hội nghị đã tiến hành thảo luận và thống nhất rút khỏi danh sách ứng cử 8 người, 24 người còn lại được lập danh sách sơ bộ gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Cùng với đó, đến ngày 14 tháng 3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng nhận được biên bản và danh sách giới thiệu của người ra ứng cử của 116 trên 117 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã giới thiệu 247 trên 251 người ra ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị đã tiến hành thảo luận và thống nhất rút 37 người và lập danh sách sơ bộ để lấy ý kiến cử tri nơi cư trú là 206 người. Cũng tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã trình bày kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau khi hoàn tất sẽ tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Bản tin tiếp tục với thông tin giáo dục. Đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa đến kiểm tra và làm việc tại huyện Tương Dương về việc thực hiện quy hoạch mạng lưới phát triển giáo dục, bố trí sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại các trường, các điểm trường, cơ sở vật chất và việc thực hiện các chính sách trên địa bàn. Trong những năm qua, mạng lưới trường lớp trên địa bàn huyện Tương Dương đã được quy hoạch, sắp xếp lại một cách khoa học, hợp lý, theo hướng tinh gọn, phù hợp với thực tiễn và đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Nhờ đó đã giảm được 7 đơn vị trường học và trung tâm, 38 điểm trường lẻ các cấp học, gom nhập giảm được 106 lớp để tăng sĩ số học sinh trên lớp so với năm 2015. Tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Tương Dương và các sở ban ngành cùng các phòng ban liên quan, đại diện các đơn vị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại bất cập trong công tác giáo dục như chất lượng giáo dục không đồng đều giữa các trường, các điểm trường, tình trạng thừa thiếu cục bộ đội ngũ viên chức giáo dục, cơ sở vật chất nhiều trường đã xuống cấp, không đáp ứng với yêu cầu đổi mới, v.v. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Đình Long khẳng định, để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới thì việc sáp nhập các điểm trường lẻ là rất cần thiết. Huyện Tương Dương cần đảm bảo đủ các điều kiện xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, xanh, sạch, đẹp, tiến tới xây dựng các thư viện mở ở các nhà trường. Huyện phải rà soát chi tiết quy hoạch mạng lưới trường lớp căn cứ vào các cấp học cụ thể và xác định trường nào có thể xây dựng trường bán trú để bố trí phù hợp với từng địa phương, không duy trì các điểm trường bán trú ở điểm trường lẻ. Việc rà soát các điểm xây dựng trường bán trú phải hoàn thành trước tháng 9 năm 2021. Thực hiện kế hoạch kiểm tra chống đánh bắt thủy sản trái phép năm 2021, đoàn liên ngành tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra các hoạt động khai thác thủy sản ven bờ.
Trong ngày đầu tiên, ngày 18 tháng 3, đoàn đã tiến hành giám sát kiểm tra hoạt động đánh bắt thủy sản ven bờ từ phía nam cảng Cửa Lò đến phía ngoài đảo Mắt và vùng biển phía bắc huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Lực lượng kiểm ngư Nghệ An đã tiếp cận 8 phương tiện tàu đánh bắt ven bờ để kiểm tra và tuyên truyền, nhắc nhở các chủ tàu về trang thiết bị cứu sinh, giấy tờ tùy thân cho các thuyền viên theo quy định. Thông qua kiểm tra trực tiếp, đoàn đã lập hồ sơ xử phạt hành chính 10 triệu đồng một chủ tàu cá do không ghi đầy đủ nhật ký hành trình khai thác và không có biển số trên tàu theo quy định về chống đánh bắt trái phép IUU. Dự kiến kiểm tra sẽ kéo dài từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 3. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Chào buổi sáng của báo Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.